Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình tuần này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các kỹ thuật trong môn bơi sải. Phần chỉ dẫn và tư vấn, huấn luyện viên bơi lội Trần Văn Nam sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn từng kỹ thuật tay, chân, kỹ thuật thở và kết hợp toàn thân để có thể thực hiện bơi sải đúng kỹ thuật. Cuối chương trình là câu chuyện về em Nguyễn Thị Hà Vân ở xã Tân Lập, Quy Nhơn, Mỹ, từ một cô bé tham gia học bơi để rèn luyện sức khỏe, nhưng với niềm yêu thích và bền bỉ tập luyện mỗi ngày, Hà Vân hiện giành được nhiều thành tích trong một số giải bơi lội trong toàn tỉnh. Thưa quý vị, trong các kiểu bơi lội thì bơi sải hay còn được gọi là bơi trườn sấp chính là kiểu bơi giúp người bơi đạt tốc độ nhanh nhất. Đây cũng chính là kiểu bơi giúp quý vị có những kỹ thuật nền tảng để có thể học tiếp những kiểu bơi khó hơn như bơi bướm, bơi ngửa. Bơi sải hay còn được gọi là bơi trườn sấp có tên tiếng Anh là freestyle stroke. Bơi sải là cách bơi mà người bơi sử dụng hai tay quạt liên tục so le về phía trước, gạt nước về phía sau, làm động lực chính đưa cơ thể tiến lên, thân hình giữ thẳng, không lên xuống như bơi ếch, bơi bướm. Đôi chân vẫn so le, với hình thức gần như giữ thẳng gối, duỗi thẳng hai bàn chân, biên độ góc gấp thay đổi ít. Khi bơi trườn sấp nhẹ nhàng, tác dụng của nhịp đập chân thường nhỏ, phần lớn để giữ cho phần thân sau được nổi, giữ toàn bộ thân thể thẳng hàng, gần như ngang với mặt nước. Bơi sải giúp bạn có được một thân hình dẻo dai, săn chắc, với sải vai thu gọn, vòng ngực nở nang cùng đôi chân thon dài. Các tác dụng của bơi sải với cơ thể có thể kể đến như: kỹ thuật bơi sải được xem là nền tảng để bạn học được những kiểu bơi còn lại như bơi bướm, bơi ngửa. Đây là cách nhanh nhất để cải thiện thể lực tổng thể, tăng sức bền và giúp các hệ cơ quan làm việc có hiệu quả. Bơi sải giúp hệ tuần hoàn khỏe mạnh, giúp lưu thông máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và tiểu đường. Nó hỗ trợ giảm huyết áp và lượng cholesterol trong máu mà không cần dùng thuốc. Là bài tập thư giãn cho những người bị chấn thương, giúp lấy lại cân bằng cơ thể, giúp phục hồi nhanh chóng những di chứng còn lại sau chấn thương. Bơi sải giúp bạn có một thân hình dẻo dai, săn chắc, với sải vai thu gọn, vòng ngực nở nang cùng đôi chân thon dài. Quý vị thân mến, cũng giống như một số kỹ thuật bơi khác, kỹ thuật bơi sải cũng cần phải chú ý tới các kỹ thuật nhỏ của tay, chân, kỹ thuật phối hợp toàn thân và kỹ thuật thở khi bơi. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với huấn luyện viên bơi lội Trần Văn Nam để được hướng dẫn chi tiết. Xin chào tất cả quý vị khán giả, tôi là giáo viên Trần Văn Nam. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn về kỹ thuật bơi sải ở trên cạn và tất cả các bạn cùng chú ý. Về động tác tay thì chúng ta gồm có 4 giai đoạn trong khi quạt tay của bơi trườn sấp. Khi chúng ta đã thực hiện, hai tay chúng ta đưa thẳng về đằng trước, đồng thời úp mặt xuống dưới nước. Thực hiện động tác của bơi sải, chúng ta quạt tay thẳng theo thân người. Khi nào ngón tay cái chúng ta chạm sát vào phần hông thì chúng ta sẽ rút cẳng tay lên. Đồng thời khi rút cẳng tay, chúng ta sẽ nghiêng cổ để thở. Sau đó chúng ta đẩy tiếp tục tay về trước và cúi đầu. Nhịp tiếp theo xoay sang bên trái, chúng ta thực hiện với một đường thẳng, chúng ta không đặt tay bên phải quá sang bên trái hoặc sang bên phải, nó sẽ không thẳng nhau. Đặt tay phải vào tay trái rồi, chúng ta quạt tay tiếp tục thẳng theo thân người. Khi nào ngón tay cái chúng ta chạm vào phần hông, thực hiện động tác rút tay và tiếp tục đẩy về trước. Sau đây này, hai bạn thực hiện, hai tay các bạn đưa thẳng về đằng trước, đưa thẳng về đằng trước. Chúng ta chú ý này, hai tay chúng ta có thể để chồng lên nhau. Với kỹ thuật khi chúng ta bắt đầu học bơi, chúng ta thực hiện trên một đường thẳng, rút tay phải chậm chậm. Khi nào ngón tay cái chạm đến phần hông, rút cẳng tay lên, nghiêng cổ thở, đẩy tay tiếp về trước. Chúng ta vừa bắt đầu học thì chúng ta sẽ đặt chồng tay lên nhau để khi nào nó thành một cái đường thẳng, chúng ta sẽ không bị lệch. Thực hiện đồng nhịp tiếp theo, rút tay trái, đẩy khuỷu tay lên cao, đẩy về trước, đẩy về trước. Chúng ta chú ý này, trong động tác tay để chúng ta quạt được nước thì chúng ta sẽ không đập bàn tay xuống như thế này hoặc chém cánh tay này xuống, mà chúng ta nhớ xoay cánh tay này xuống, ngón tay cái chúng ta bổ xuống nước này, xoay theo nhịp này, đẩy, nghiêng và chéo cánh tay này xuống thì chúng ta sẽ cái lòng bàn tay chúng ta sẽ có hướng để chúng ta thực hiện động tác tiếp theo của quạt nước như này được. Nếu chúng ta bổ như này xuống nước thì sẽ bị cái lực nước nó đè vào đây, chúng ta không thực hiện được. Chúng ta chú ý nhìn lại này, quạt nước này, đẩy, nghiêng và nghiêng cái ngón tay cái chúng ta xuống phần nước. Tiếp tục của nhịp thứ hai, tiếp tục
Nhịp thứ hai chúng ta không thực hiện động tác thở, chúng ta chỉ thực hiện động tác quạt tay thôi. Đẩy, rút, đẩy, kết thúc động tác. Và chúng ta chú ý của từng giai đoạn những cái điểm thường gặp, thường mắc khi các bạn vừa mới học bơi, những điểm sai và chúng ta cần phải sửa. Thứ nhất là về tay, chúng ta xòe ra sẽ không quạt được nước. Không khép ngón tay vào, chúng ta sẽ không quạt được nước. Và cái cổ tay khi chúng ta quạt, chúng ta không được phép gập như thế này. Lúc nào tay chúng ta phải thẳng và gập ở tư thế ở khuỷu tay để quạt nước thực hiện động tác. Tay chúng ta này khi quạt nước lúc nào cũng phải ở tư thế thẳng. Cái bàn tay này không bao giờ được gập vào, chúng ta không được sử dụng bàn tay để gập. Đây là cái điểm thường gặp trong cả bơi sải và bơi chúng ta sử dụng bằng cổ tay. Cái kỹ thuật thở của phần bơi sải nó sẽ khác so với kỹ thuật của bơi ếch. Động tác thở, cái điểm mấu chốt nhất mà khi các bạn thở được của cái phần bơi sải là khi các bạn bơi được rồi, nó sẽ liên quan từ cái phần tay của các bạn và thân người của các bạn, để các bạn xoay người thì sẽ thở được. Nếu các bạn không xoay người thì đồng nghĩa với việc các bạn phải ngửa cổ lên để các bạn thở. Trong kỹ thuật bơi sải chúng ta này, cái kỹ thuật để thở được, chúng ta sẽ phải cúi đầu. Khi quạt tay đến phần rút thì đồng thời cùng với cơ thể chúng ta sẽ nghiêng người và rút tay một thể thì nghiêng đầu thở. Cái chú ý nhất là khi chúng ta nếu bị sặc nước ở trong cái phần bơi sải này là chúng ta do cho ngửa cổ chúng ta thở. Với tư thế nằm ngang, đầu các bạn nằm ngang, nếu các bạn ngửa đầu lên thở thì đồng nghĩa với việc miệng chúng ta hứng vào nước. Nếu đầu chúng ta tư thế nằm ngang mà chúng ta xoay được người thì cái đầu chúng ta, miệng chúng ta sẽ nghiêng được lên. Đấy, cái điểm chú ý nhất là khi các bạn thực hiện cái động tác bơi sải là các bạn phải nghiêng được người. Quạt được tay và nghiêng được người thì chúng ta sẽ không bị nước vào. Động tác chân, chân chúng ta ở tư thế duỗi thẳng bình thường, từ đầu gối đến khớp hông và khớp háng chúng ta đều phải thả lỏng ra, không được cứng quá. Thực hiện động tác ở trên cạn, chúng ta thực hiện đập bàn chân, không đập rộng ra hai bên hoặc không đập chéo nhau. Chúng ta lỏng đầu gối và lỏng cổ chân. Khi thực hiện ở dưới nước thì động tác chúng ta nó sẽ dễ hơn ở trên bờ, bởi vì nó có lực nước, nó sẽ mềm hơn ở trên bờ. Chân chúng ta khi duỗi ra không bao giờ chúng ta được hình thành cái chân hình bàn cuốc như thế này. Khi mà chân chúng ta hình bàn cuốc như thế này thì mực nước nó sẽ bị cản lại ở cái phần bàn chân, nó sẽ không lướt được nước nữa. Và chúng ta phải duỗi cái phần bàn chân ra, duỗi mũi bàn chân ra, hai mũi bàn chân ra. Đây là cái giai đoạn để khi chúng ta thực hiện lướt ở trên nước thì nó sẽ không bị cản nước lại. Đấy, chúng ta hình dung chưa? Khi chúng ta đập chân thì chỉ việc thực hiện động tác thả lỏng, chúng ta thả lỏng phần cổ chân ra, cứ thả lỏng bình thường phần cổ chân ra. Miễn là sau phần đầu gối chúng ta không bị gập, không gập đầu gối, chúng ta thả lỏng cái phần cổ chân ra. Khi ở dưới nước chúng ta sẽ thực hiện nó sẽ rất là mềm. Sau đây là tôi sẽ giới thiệu với tất cả khán giả trên truyền hình và các bạn về kỹ thuật bơi sải. Vừa rồi tôi đã thực hiện kỹ thuật ở trên cạn, và sau đây tôi sẽ thực hiện hướng dẫn tất cả các bạn nội dung bơi sải, hay chúng ta còn gọi là bơi chuyển sấp ở dưới nước. Sau đây hai bạn sẽ thực hiện. Chúng ta thực hiện này, hai chân chúng ta chống vào thành bể, hai chân chống vào thành bể, tay chúng ta duỗi thẳng về phần trước. Đây là một trong những kỹ thuật xuất phát ở dưới nước. Đạp chân ra, tay chúng ta duỗi thẳng và phần mũi bàn chân chúng ta duỗi thẳng nhá. Chúng ta thực hiện quạt tay chưa cần nhanh, chúng ta thực hiện đúng động tác. Với một đường thẳng này, chúng ta quạt tay này thẳng dọc và cùng hết một đường thẳng hết nhá. Trong cái phần bơi chuyển sấp này chúng ta sẽ rất là mệt so với là chúng ta bơi ếch hoặc bơi ngửa. Bởi thứ nhất chúng ta sử dụng cả lực tay và lực chân. Cái thứ hai điểm quan trọng nhất trong bơi sải mà chúng ta bị nhọc là cái nhịp thở của chúng ta. Thế cho nên là cái phần chúng ta phải sửa trong bơi chuyển sấp. Khi nào tay chúng ta quạt khỏi mặt nước, đồng thời đầu chúng ta nằm dọc vào giữa khe của cái phần tay, chúng ta không được ngửa mặt lên như này hoặc không thấp quá, nó sẽ chịu cái lực cản của nước nhiều hơn. Và cái tay chúng ta quạt để đi được nước, chúng ta chú ý này, ngoài việc chúng ta phải khép bàn tay ra, cứng cổ tay, chúng ta tạo thành một cái lòng máng hơi cứng cái phần tay này vào, duỗi dài tay chúng ta quạt này, không được quạt ra ngoài nhá, không được quạt sâu để ôm vào bụng. Bởi vì sao? Khi thứ nhất chúng ta quạt ra ngoài này
lúc chúng ta rút tay lên, nó sẽ chịu một lực cản dài của cái phần tay này, chúng ta sẽ không đi được tiếp theo. Còn cái phần chúng ta nếu quạt ôm nước vào bụng mình, đồng nghĩa việc chúng ta ôm một, chúng ta hình dung này, một cái lực cản của nước và lực người chúng ta đảo lên, chúng ta hai cái nó đẩy vào nhau, buộc người chúng ta phải nhô lên khỏi mặt nước. Nếu nhô người lên mặt nước thì chúng ta sẽ không đi được, không lướt được trên mặt nước được. Chân chúng ta không cần đập nhanh, đập thong thả. Khi nào chúng ta cảm giác được cái lực chân của chúng ta này ở dưới nước này, cảm giác được cái lực chân của chúng ta nó mềm nhưng mà mềm có lực, làm sao cái phần chân chúng ta không đập ở trên mặt nước và không bị chìm sâu quá ở dưới nước. Sau đây chúng ta sẽ thực hiện lại. Vừa rồi là tôi đã giới thiệu xong về cái kỹ thuật của bơi chuyển sấp, và rất mong sau này tất cả các quý vị và các bạn sẽ thực hiện thành công cái nội dung bơi sải. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công. Hơn 2 năm trước, em Nguyễn Thị Hà Vân ở xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ được mẹ đăng ký học bộ môn bơi lội với mong muốn rèn luyện sức khỏe. Thế nhưng bằng sự đam mê và kiên trì rèn luyện mỗi ngày, đến nay Hà Vân đã trở thành một vận động viên bơi lội và đạt được một số thành tích cao tại các cuộc thi trong tỉnh. Tại bể bơi Minh Hoàng, thị trấn Yên Mỹ, mỗi ngày Hà Vân đều được mẹ đưa đến rèn luyện bơi lội. Gần 3 năm đến với bộ môn bơi lội, từ một cô bé nhút nhát, sợ nước, đến nay Hà Vân đã có thể bơi được các kiểu bơi đòi hỏi kỹ thuật cao. Cảm giác lần đầu tiên nước thì cháu cảm thấy khá là sợ. Dần dần được thấy cô chỉ dạy và động viên thì cháu cảm thấy bớt sợ hơn. Mục đích đầu tiên mà để cho các con đi bơi là đó là phòng tránh đuối nước cho các con ạ. Thứ hai là để rèn luyện sức khỏe cho các con để tốt hơn. Tôi cũng tìm hiểu về cái môn bơi thì nó có tức là rèn sức khỏe tốt, với lại nó phát triển tất cả các bộ phận bên trong cũng được rèn luyện, tức là mình phải vận dụng tất cả các cái bộ phận như hô hấp. Tất nhiên là về phổi ạ, giúp các cháu tự tin hơn khi mà có thể tham gia đi du lịch bơi ở biển cùng với cả gia đình. Huấn luyện viên Tuyết Mai, người trực tiếp hướng dẫn Hà Vân từ ngày đầu tập bơi, cũng là người thầy đồng hành cùng em tới các giải thi đấu bơi lội. Đối với cô, hành trình gần 3 năm phát hiện, đồng hành và tập luyện cùng Hà Vân là khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ. Mình đã phát hiện ra là Hà Vân có một cái khả năng rất là tốt về cái hơi thở, là bạn ấy thở rất là đều, động tác chân tay của bạn ấy thực hiện rất là linh hoạt. Thì sau 3 ngày thì Hà Vân đã bơi rất là tốt. Ở tỉnh Hưng Yên tổ chức cái giải bơi nội toàn dân phòng chống đuối nước đấy, thì lúc đó mình đã quyết định là nhặt Hà Vân đi để cho Hà Vân tập luyện. Thì trong một cái thời gian tập luyện, cả từ lúc bạn ấy ra làm quen ở bể đến khi mà đi thi ấy, là bạn ấy mới được có một tháng và bạn được huy chương bạc. Không phụ lòng thầy và gia đình, Hà Vân ngày càng có những bước tiến nhảy vọt khi tham gia bộ môn bơi lội với tư cách là vận động viên không chuyên. Những giải đấu Hà Vân tham gia đều đạt được những thành tích đáng kể. Năm 2023, khi tham gia giải vô địch bơi lội các nhóm tuổi toàn tỉnh Hưng Yên, Hà Vân cũng đã xuất sắc giành được tấm huy chương bạc và huy chương đồng nội dung bơi tự do và bơi ếch. Khi tham gia thi đấu đạt huy chương thì cháu cảm thấy rất là vui, tự hào. Đối với cháu về bộ môn bơi thì có ý nghĩa rất là to lớn. Là một bộ môn thể thao không thể thiếu của cháu hàng ngày. Với những thành tích đã đạt được cùng niềm đam mê dành cho bộ môn bơi lội, hy vọng thời gian tới Hà Vân sẽ đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa tại các giải đấu trong và ngoài tỉnh. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí thể thao và cuộc sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.